kính chào quý vị và các bạn. Khu vực Tây Nguyên trong 7 ngày tới vẫn sẽ nắng nhiều vào ban ngày. Nắng cũng chính là trạng thái thời tiết ở khu vực Trung Bộ, tuy nhiên khu vực này nắng mạnh và nhiều điểm nắng nóng gay gắt. Ngày mai, nắng nóng vẫn duy trì ở khu vực từ Nghệ An vào đến Ninh Thuận với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C và có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Thời gian này, nhiều du khách và các bạn trẻ Đà Nẵng kéo lên đèo Hải Vân để ngắm đoàn tàu Bắc Nam. Dọc đường đèo Hải Vân có nhiều vị trí để có thể ngắm đoàn tàu từ trên cao, thu vào tầm mắt một khung cảnh non nước hữu tình. Về thời tiết dự báo dịp này, Đà Nẵng trời ít mây, nắng nhiều sẽ rất thuận lợi để du khách ngắm cảnh cũng như chụp cảnh đẹp. Tuy nhiên, giữa trưa thì trời nắng gắt và nóng với mức nhiệt cao nhất là từ 35 cho đến 37 độ C. Từ sáng sớm cho tới trước 11 giờ sẽ là khoảng thời gian lý tưởng cho những chuyến tham quan của du khách. Lựa chọn Đà Lạt, Lâm Đồng để du lịch trong 7 ngày tới, quý vị lưu ý trừ thứ Bảy trời nắng ráo hoàn toàn thì còn lại hôm nào cũng sẽ là trạng thái sáng nắng, đến chiều sẽ có mưa dông. Trong thời gian nắng ráo, quý vị có thể ghé tham quan chùa Linh Phước, một trong những danh thắng nổi tiếng của Đà Lạt. Đây là công trình kiến trúc đậm đà bản sắc Á Đông, được công nhận nhiều kỷ lục Việt Nam. Điển hình là tháp chuông cao nhất Việt Nam hay tượng Phật bằng bê tông trong nhà cao nhất Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh trong 7 ngày tới chung một kiểu thời tiết, đó là sáng có nắng, đến chiều muộn sẽ có mưa rào. Ban ngày trời nắng ráo và khá nóng với mức nhiệt cao nhất là từ 33 đến 34 độ C. Về tối và đêm, nhiệt độ còn khoảng từ 24 đến 27 độ C, trời tạnh ráo, thoáng mát. 7 ngày tới, nếu có lịch trình tới thủ đô Hà Nội, quý vị sẽ có 2 ngày cuối tuần thời tiết nắng đẹp để có thể vui chơi du lịch. Các ngày còn lại thì trong ngày trời có nắng, đan xen với mưa dông, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là 32 đến 35 độ C. Tối và đêm, mức nhiệt thấp nhất là từ 26 cho đến 28 độ C. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.